could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cuộc đời cờ bạc nở nần, chết không ai hay của nữ minh tinh Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Từng là nữ thần màn ảnh Hồng Kông những năm 1960-1970, nhưng đến cuối đời, Lý Tinh lại sống cảnh cô độc nở nần, để rồi qua đời cũng không ai hay biết. Tối ngày 22 tháng 2 năm 2018, hàng loạt tờ báo Trung Quốc đưa tin về cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng một thời Lý Tinh. Được biết khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào nơi ở của Lý Tinh, thi thể của bà đã bốc mùi thối và phân hủy. Trước sự ra đi của Lý Tinh, khán giả yêu quý bà không khỏi xót xa. Những năm 1960-1970, Lý Tinh được gọi là nữ thần màn ảnh đại minh tinh Hồng Kông. 17 tuổi nhờ gương mặt đẹp, giọng nói ngọt ngào, có khiếu diễn xuất, bà trúng tuyển lớp diễn viên của Thiệu thị, công ty điện ảnh danh tiếng lúc bấy giờ. Diễn xuất của Lý Tinh nhanh chóng nhận được khẳng định qua các phim như Bảo Liên Đăng, San San, Bảo Tiêu, Ung Vương, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Tây Sương Ký. Lý Tinh lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia khi nổi tiếng sớm. Bà công khai tình yêu với con trai trưởng gia đình họ Lôi giàu có ở Hồng Kông. Năm 1979, Lý Tinh đối diện với biến cố lớn khi bạn trai lâu năm qua đời đột ngột. Năm 1983, bà tuyên bố rút khỏi ngành giải trí. Không còn đóng phim, bà đầu tư cổ phiếu theo bạn bè. Lý Tinh còn tìm cách làm giàu bằng cách lê la khắp các sòng bạc tại Ma Cao. Bà càng chơi càng thua nhưng vẫn không bỏ được máu cờ bạc của mình. Năm 2012, Lý Tinh nhiều lần hầu tòa vì không trả đủ tiền thuê nhà. Cuối đời, minh tinh màn bạc một thời sống cảnh đời cô độc, thiếu thốn và sợ ống kính. Bà ở ẩn tại khu nhà nhỏ và qua đời không một ai hay biết.